Đây. Nè. Con có anh đàng hoàng lắm. Dạ. Nè. Hay quá. Đây. À. Để trên tay luôn là nó móc à? Để trên tay luôn không? Đó nào. Trời ơi thân thiện luôn. Cố ăn nữa. Đâu. Giờ nó cắn. Giờ nó không chịu. Lâu lâu thò tay đụng đụng nó cái nó nhào tới nữa nè. Thò tay đụng đụng nó nhào tới. Hả? Đụng nó nhào tới. Trời ơi. Rồi chúng nha hả? Thôi cho ăn, không có làm gì đó. Ông dữ quá ông ơi. Ông dữ quá. Cho ăn mà có làm gì đâu. Ghê không? Dữ ghê không? Chào Phú, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại mình đang ở trong tòa thánh Tây Ninh và ở cái khu vực ngay chỗ hành lễ của chú anh chị. Đây có cái bài khỉ nè. Mình sẽ qua quay cái bài khỉ cho cô chú anh chị xem ha. Cũng nhân dịp năm mới, Phú gọi là chúc tới tất cả quý cô chú anh chị năm mới thật dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc. À, đây. Nè. Con có anh đàng hoàng lắm. Dạ. Nè. Hay quá. Nè. Đây. Thân thiện không? Trời ơi. Nè. Nè hấu đi, hấu lại đi. Bóc dưới này từ. Rồi đã rồi. Đây nè. Ăn xài. Đây, quá trời là con chú chị. Đây. Nè. Trời ơi nó bốc nó chụp. Nè từ ơi. Từ ơi. Bốc văng luôn ông ơi. Nè. Giờ quá, bốc là ông này ông bốc cũng văng luôn. Ô đàn ông kia. Đây. Nè. Ơi ghê, làm thế ghê quá. Đây. À. Đây. Từ từ ơi. Từ. Đây. Từ thôi bốc đậu hết. Nè từ thôi đừng có la nhanh. Bốc đậu cháu kìa. Đây. Có con khỉ con nữa.
đây đây đây, ui nè nè, ừ bốc từ từ thôi, bốc từ từ thôi, trời no rồi, đã rồi, không thèm đó, ngon không? Đây nè 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 nè, không có không có không có nè, nè lên đây lên đây lên đây, không có cho ăn nè, đi lên đây, đi đi lên đây, ờ lâu trái xài đang nó độn ở dưới cái bọc nó một bọc luôn ha, trời chạy đi em bé, em bé nè, này lấy nữa không? Dạ không, không không, cảm ơn anh. Lột 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 đóng đóng đó. Ê, chị gặp giùm tôi cái máy này để cái đường ra đây không? Không không có lấy đâu, không có lấy, cho ăn không có lấy nè. Cái con nó làm như nó nát hơn ta. Kìa, anh kia kìa. Có con á, nó bốc nó chụp ghê lắm. À, giờ bên này mới giờ mới bắt cười nè. À, đây 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 đây. Nè nè. Ừ. Ừ, ăn đi. Ô, mày đang ấm to. Đây 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 đây, rồi chạy rồi, chạy luôn rồi, con này bốc đàng hoàng rồi, chạy luôn rồi. Có ông đó đang ảnh to không kìa, đâu 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 mà lại quay cái ảnh bỏ. Ô ẩm con đang ẩm con, nó sợ ôm nó bắt con đó. Dạ. À. Ờ đang ẩm con rồi chú chị. Đây dễ thương quá trời ha, quá trời khỉ trong đây nè cô chú chị, nhiều lắm luôn. Đây đó, khu vực này á là người ta rào lại cho khỉ ở, cất những cái chòi rồi, những máy tiểu đình ở trong đó đó, cho khỉ trú mưa, quá trời luôn. Nói chung là đây cho ăn, những bà những cô chú cho ăn á, ở đây cũng thân thiện lắm. Ờ quá trời khỉ con luôn, quá trời khỉ con luôn. Ông đây con chà bá nữa luôn. Đây. À. Ờ ông làm. À con nó đang có bầu à anh. À có bầu buông cho bá luôn. Nè, bay. Cho nè. Đây, đây nè, đây nè. Đây ra đây, nè, nè. Đây. Đây. Quá trời trong giống anh ha. Ừ, quá trời. Dạ. Có bầu kia đi về, con đang ngồi ăn kia có bầu kìa. Ra đây nè, cho nè, nè. Ông này ông ăn đậu phộng, ông ngán rồi, ông chê. Thí đồ quá.
Dạ gấp. Ờ, cáp xài ăn xanh điệu ha. Ăn xanh điệu luôn. Ừ. Nó đừng đập nó. Quán hồn nó chạy rồi. Trời, rút vô trong rồi, rút vô trong hết rồi. Để xuống. Đó. Bóc rồi, để tay nó bóc luôn hả? À? Để em nó, rồi để em nó bóc nó. Cho miếng này. Ăn hoài cho miếng này. Rồi, xé sành điệu luôn. Để xuống, để... xuống dưới đồ phòng à, xuống dưới đồ phòng ăn nè. Nè 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 anh. Không cho chị ăn không? Để cho con cho chị ăn nha. Cho em bé, cho bé ăn. Nè, bốc đồ phòng đưa cho nó ăn đi. Đưa tay đây, bắt tay. Đưa lại từ 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 là nó bóc à, để trên tay luôn là nó bóc à. Để trên tay luôn không? Đó nào. Trời ơi, thân thiện luôn. Đậu, cố ăn nữa. Đậu hộp á. Lấy đậu hộp á, để dành á. Lấy đậu trong hộp á, đâu. Lấy đậu hộp để dành á, chứ chưa nhai. Khôn lắm. Đậu hộp để dành á. À, một bọc ở dưới luôn. Đó, một bọc ở dưới luôn. Nè. Bóc nó được không? Đâu bóc được đâu. Nó nhảy, lại gần nó nhảy, nó đâu có bóc được đâu. Rồi, đột một bọc ở dưới luôn à. Vậy từ 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 mới lận lên ăn. Ủa, cái loài khỉ ngộ quá chú hả? Mà nó nhanh ghê lắm. Rồi ông kia ông ngồi y chang người ta kìa, kìa trong đó kìa. Ông ngồi y chang người ta luôn. Đây. Ông ngồi giống người ta quá trời không. Xước mía hả chú? Xước mía hả chú? Nè 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 nè, cầm đi cho năng đi. Ồ, bây giờ bà con tập trung lại đông quá rồi, cô chú chị ơi, cho khỉ ăn. Xe này có ai vậy? Có rồi, không thèm mà. Xe. Em không phải thuê em. Chứ ơi, xe này của ai vậy? Xe đâu hút nó là hay không? Ờ, con thủ. Nó càng rồi ghê thương quá. Nó đậu ngột ngột ở trong cái nó. Đậu ngột ngột luôn á. Đậu bên hông rồi nè, phải không? Nó đúng rồi, đúng rồi, đó ở dưới đó. Không, con này đậu ít. Con này đậu ít, con kia là đậu ngột ngột luôn. Đã rồi, đã rồi. Nó lửa nó ăn kìa. Rồi chạy. Thấy đại ca tới nè. Ờ, đại ca này ham ăn lắm à.
À. Nó kỳ vậy. Ờ à, nó hửi nó bỏ không à? Nó no nó lắm rồi, nó không thèm đói nữa. Vậy chứ để vậy á, chút đói là ra bóc ăn tiếp à. Ha xài kìa. Con bự quá. Giờ nó cắn. Giờ nó không chịu. Đâu đâu thò tay đụng đụng nó cái nó nhào tới nữa nè. Thò tay đụng đụng nó nhào tới. Hả? Đụng nó nhào tới. Trời ơi. Rồi chúng nha hả? Thôi cho ăn, không có làm gì đó. Ông dữ quá ông ơi. Ông dữ quá. Cho ăn mà có làm gì đâu. Ghê không? Dữ ghê không? Giỏi dính đòn rồi. Dính đòn rồi. Em trai thò chọc chọc nó táo. À đúng rồi. Nè mấy con có cho ăn không? Lấy cho ăn đi. Nè nè, cầm đi. Đây, mấy con gà thấy thương không? Đúng rồi. Nhỏ quá trời luôn. Nó ôm con nó không bụng á. Nhẹ nhẹ đưa nhẹ nhẹ thôi nha, đưa mạnh quá. Ờ cầm luôn đi. Không có mấy cái nhỏ đi giờ lát đây có ai cho ăn nữa đưa. Ba trời sáng à coi chú chị. Tập trung lại cho khỉ ăn. Quá trình luôn hai cái luôn. Ồ, đâu hai cái luôn. Hai cái luôn. Nè chị có cho khỉ ăn không? Dạ thấy nè cho khỉ ăn nè. Lấy đi. Đâu có đâu, ở đâu. Chút lại nè cầm đây đi. Trời ơi, ăn đỡ rồi gãi. Để con kìa, để con kìa. Nè bà giữ đi chú bà cho nó ăn. Ờ giờ bà đem gì vô đây? Ờ bà đi vô trong được luôn hả? Có mình bà hả? Rồi rồi bà đem vô kìa. Bà đem đồ vô cho nó ăn giống rồi chứ gì. Ngẩn buông dạ là ngày nào bà cũng đem vô cho nó ăn hả? Ờ. Dạ bà bán đây bà cho nó ăn không? Hả? Nó thân thiện với bà quá ha. Có đứa nào dám tự ti hết trơn. Dạ tự tôi nó nhịn đói. Thôi hồi nãy em trai kia ghẹo 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 nó rồi nó táp chúng tài luôn á. Không đứa nào tự tôi được hết. Táp chúng tài bỏ đi luôn rồi. Nó tự tôi là nó nhịn đói. Dạ đây ở trong cái khuôn viên này thì có những cái cây cổ thụ rất là mát nữa. Nó lên đây bắt trời mất kìa chạy mẹ đi về nha. Khỉ ở đây nó thân thiện với xuống khỉ dưới Cần Giờ đó, nó là nó giật độ giáo luôn. Đâu coi Cương Kiều nó thử coi. Nãy em chơi Cương Kiều nó táo á. À
nó thấy nữ nó không làm dữ. Ai mới được á? Công an cũng độ một bọc ở bên hông nè. Quá trời với con là có chuyện gì? Rồi, bắt hồn. Ông này đi, ông kia mới trả lời. Ở đây một đống thôi, nó nhỏ, có ăn miếng gì. Ham ăn nữa ghê luôn, nó độn nó đâu có ăn đâu. Nè, ví dụ như em đang cho nó ăn mà nó không ăn nữa, đừng đưa nữa, đưa nữa là cái nó chụp nó quật. Hello. Không tới ba. Quá này, ở đâu chị ơi? Ở đó. Ủa. 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 Đây cái giật lại. Chê. Thấy con này. Lấm. Rồi đấy. Lấm lụm đi, lấm lụm đi. Mẹ qua rồi, mẹ đứa chó mẹ. Đó. Quá trời ơi tôi chị. Ồ, đây ổng bò ra đây, đứng nè. Nhanh. Nhanh ghê lắm. Đây còn nhiều lắm, mà nhãn. Không. Không có, không có đâu, không có ghẹo. Dạ. Nè. Nè. À, bà kêu cái nó lại liền ha. Em lên đây đi mẹ cho. Đây đây mẹ. Mẹ con. Nó rồi. Nó rồi bà. Phải nó mà có quỷ già này lợn này nó sợ nè. À. Vậy là trong đây cũng có một cái con khỉ đầu đàn hả bà? Là nó coi giữ hết trong đây. Không phải đầu đàn nữa mà tại vì nó khác giống. À là nó sợ. Nó sợ. Rồi có cái con. Đây là tụi lông vàng. Dạ, khỉ lông vàng nó dữ hơn không ạ? Khỉ lông vàng nó hiền hơn khỉ lông đen. Dạ. Ê, đừng chết đuối rồi. Hả? Lộn mà cho nó ăn coi, mà đừng có chụp quá. Đem chân cái thôi, đây nè, đây đây, mà lộn luôn á. Lộn nó ăn hết rồi. Đau, 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 lộn chúa cho đút cho khỉ ăn ơi. Còn loại hung khỉ nữa chứ. Dạ. Dạ con. Chú, chú. Chú nè, chú nè. Có đông quá làm từ từ á. Kìa con kia kìa, con kia kìa, con kia kìa. Khỉ già, khỉ trẻ. Kêu bằng khỉ già, khỉ trẻ. Đây ngồi xé bánh mì ăn nè. À, Thanh Long xẻ ra cái con bé nhỏ nè, nó ngồi nó cạp nè cô chú anh chị. Đó. Cái chút xíu còn ôm miếng Thanh Long nó. Nó gần bằng nửa thỉ luôn. Rồi, chạy. À, cái clip chia sẻ về cái bầy khỉ ở trong tòa thánh Tây Ninh á. À, tới đây cũng kết thúc. Phú xin lời chào và tạm biệt quý vị anh chị. Hẹn quý vị anh chị vào clip sau. Bây giờ bà con tụ tập lại coi khỉ cũng đông lắm nè. À, bà đi vô nữa rồi. Bà đi vô trong nữa rồi. Bà xách đồ đi vô trong cho bầy khỉ ăn. Em nói không cho nữa à. Nè.
Sao mà tháo nắp ra uống được? Được, tháo được không? Được. Đâu anh Vũ vô đi. Mới ăn rồi. Gỡ nắp với người ta vậy. Gỡ nắp với người ta luôn hả? Anh Vũ đại vô đi chút nó gỡ nè. Đừng quay phát nó chụp lấy thôi được. Chụp lấy thôi. Bà cụ thì cứ xách trái cây đầu vô bỏ trong ngoài luôn. Nhát bà anh đưa bà bỏ vô trong trọng á chút mấy khỉ bự á. Đó bà đem vô. Bà đem vô giờ nó ngồi đó nó ăn là có chút chuyện. À, ăn bánh mì, ăn xài. Ham ăn bà cố luôn. Vô bắt đi, thương nó vô bắt đi.